tiếp xem. Ô, quả nữa này. Nó bẩn quá các bạn ạ. Nó đẻ ở đất mà, hôm qua nó mưa. Ôi trời ơi, các bạn ơi, nó đẻ đủ rồi. Ổ của nó này, ở dưới gốc cây này. Nó làm tròn xoe các bạn ạ. Vịt nhà mình toàn đẻ ở bờ ruộng này các bạn ạ. Giờ các bạn hãy cùng mình đi nhặt trứng vịt ở trên bờ này nhá các bạn nhá. Đấy, vịt nhà mình này. Đàn vịt đang bơi dưới máng này các bạn ơi. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Đàn vịt nhà mình luôn đấy, bay xôn xao luôn này các bạn ơi. Wow, đấy, thấy chưa các bạn ơi. Đấy, đàn vịt nhà mình đấy. Giờ hãy các bạn hãy cùng mình đi nhặt trứng nhá. Đây các bạn ơi, giờ mình đi nhặt trứng vịt ở trên bờ nhà mình nhá. Đây, đây này các bạn ơi. Wow, được một quả này. Một quả nhá các bạn nhá. Đấy, vịt nhà mình này. Các bạn ơi, lông vịt này đây. Nó đã ăn ở đây xong nó ngủ đây, nó đẻ ở đây các bạn. Đấy. Đây nữa các bạn ơi. Mình nhận được một quả nữa này. Wow, nhiều chưa? Hay nhỉ các bạn ơi. Ô, ở đây mình nhìn một quả gì thế này các bạn ơi. Ô, một quả trứng vịt màu xanh đây. Ô, có cái gì các bạn? Để mình mở ra. Wow, có một con gì đây này, đang chuẩn bị lở đấy các bạn ơi. Một con khủng long các bạn ạ. Con khủng long nhá, trứng khủng long các bạn ạ. Đấy, thầu nha các bạn ơi. Đi nhặt trứng tiếp nhá. Wow, xem nào. Ô, các bạn ơi. Này, một ổ trứng vịt luôn. Ổ của nó này các bạn ơi. Ở bụi cây này. Các bạn ơi, đấy, 5 quả liền để mình nhặt nhá. Wow, này các bạn ơi. Đấy, mình nhặt được một ổ trứng này. Một quả nữa này. Tiếp xem đây nữa. Tèng tèng. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Mấy ngày mình hôm qua mưa hôm nay mình không ra được các bạn ạ, nó đẻ ở đây. Hai quả là một quả, hai quả, ba quả, bốn, năm quả rồi các bạn ơi. Tiếp xem đấy nữa này. Ồ, quả này to chưa? Tròn này các bạn. Bẩn quá. Nó đẻ ngoài ruộng mà các bạn ạ, ngoài bờ mương. Đấy, đây là cái bờ mương máng nhà mình nuôi vịt rồi này các bạn ơi, xong nó lại lên đây nó đẻ này. Và tiếp xem. Mình đã đi tìm ô đây nữa này các bạn ơi. Mình nhìn nhà nữa, đây có hai một quả nữa này. Wow. Quả trứng vịt nữa các bạn ơi. Rồi. Nhiều quá các bạn ơi. Ô. Này có cả con gì đây? Wow. Hóa ra có cả con khủng long ăn thịt các bạn ạ. Sau này ở đây có cả khủng long ở đây nhỉ. Hay thật đấy các bạn ơi. Rồi mình cho đây nhỉ. Mình sẽ đi tìm tiếp xem nào. Ồ. Ở đây mình lại nhìn thấy con gì nữa này các bạn ơi. Wow, mình nhận được một chú thỏ trắng các bạn ạ. Một chú thỏ trắng này, đáng yêu chưa các bạn ơi. Một con thỏ trắng nhá. Ồ, hay thật các bạn ơi, mình cho đây nhá. Rồi, mình lại đi tìm tiếp xem. Xem ở đây có con quả trứng vịt nữa không. Ồ, này các bạn ơi. Mình nhẹ nhàng được con gì này, thằng Teng. Wow. Các bạn ơi, lại có cả một con khủng long. Mình nhận được một con khủng long nhá. Hay chưa? Hay thật đấy các bạn ạ. Mình cho đây nhá. Năm này. Tiếp xem. Chẳng teng. Ô. Lại có con khủng long ăn thịt nữa các bạn ơi. Này các bạn ơi, nhìn con khủng long ăn thịt chưa? Hàm răng của nó này. Sợ chưa? Đấy, nó nhe ra đấy. Nó định nó cắn mình đấy các bạn ạ. Mình cho vào đây nhá. Ô, nhiều chưa các bạn ơi. Rồi, thì tiếp xem nào. Ô, đây nữa. Nó lắm khủng long thế nhở. Các bạn ơi, nhiều khủng long chưa? Một con khủng long màu xanh nữa này. Một con khủng long màu xanh dương các bạn ạ. À, hay chưa, hay chưa. Lại cho đây tiếp nhá. Ồ, nhiều quá các bạn ơi. Nhiều khủng long quá. Ô. Đây nữa các bạn ơi. Chẳng teng. Lại nhặt được một quả trứng khủng long nữa này. Wow, hóa ra này khủng long nó đẻ trứng ở đây nữa các bạn ạ. Cả vịt, cả khủng long đều đẻ trứng ở đây các bạn ơi. Hay nhờ. Đấy, hai quả các bạn ạ. Hai quả trứng khủng long nhá. Được, mình nhặt được 4 con khủng long nữa rồi. Mình sẽ đi tìm cái ô đây nữa các bạn ơi. Wow. Này các bạn ơi. Tèng 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 tèng. Được một con khủng long nữa này. Một con khủng long ăn cỏ các bạn ơi. Rồi mình cho đây nhá. Tiếp xem, tiếp xem. Ô. Ô các bạn ơi đây. Mình các bạn có nhìn thấy không? Đấy. Một ổ trứng vịt nhà mình này, nó ở dưới bụi cây này các bạn ơi. Này các bạn ơi. Các bạn có nhìn thấy không? Ở trong bụi cây đấy. Ổ của nó đấy. Ô, cái này được 2 4 6 7 quả các bạn ạ. Ôi nhiều chưa? Mình nhặt nhá. Một quả nữa này. Này các bạn ơi, nhiều chưa? Nhiều trứng chưa? Để tiếp xem. Ô, quả nữa này.
nó bị bẩn quá các bạn ạ, nó đẻ ở đất mà hôm qua nó mưa. Ôi trời ơi các bạn ơi, nó đẻ đủ rồi, ổ của nó này ở dưới gốc cây này, nó làm tròn xoe các bạn ạ. Rồi tiếp xem đây nữa, thích quá các bạn ạ, hôm nay ra nhặt được bao nhiêu trứng luôn. Đây nữa này các bạn ơi, teng teng teng. Ô còn hạn còn hai quả lựa các bạn ạ. Đó, để mình bỏ đây nhá. Này các bạn ơi, nhiều chưa? Đấy ở trong bụi cây đấy. Ồ này các bạn ơi, nay mình nhặt được nhiều trứng mấy khủng long chưa các bạn ơi? Rất là nhiều luôn này. Bây giờ mình thử bỏ ra đây mình đếm xem hôm nay mình nhặt được bao nhiêu quả trứng nhá các bạn nhá. Đây các bạn ơi, mình nhặt được một quả trứng này, hai quả trứng này, ba quả, bốn quả các bạn ạ, năm quả này, sáu quả, bảy quả này, tám quả này, chín quả này các bạn ơi, mười quả này các bạn ơi, mười một quả này, đấy nữa, mười hai, 13 14 Ồ các bạn ơi, 15 quả liền này các bạn ơi, mình nhặt được 15 quả trứng này. Một ổ trứng luôn, hai ổ trứng được 15 quả các bạn ạ. Tiếp xem. Đấy nữa. Ồ. Một con khủng long này. Một con khủng long ăn thịt nhá. Tiếp xem, đây nữa, đây lại là một con khủng long ăn thịt các bạn ạ. Sợ chưa? Tiếp xem nào. Đây nữa các bạn ơi, được một con thỏ trắng này, xinh chưa? Một con thỏ trắng nhá, rất là đáng yêu luôn. Một chú thỏ trắng này, tiếp xem. Ồ, đây là một chú khủng long nữa các bạn ơi. Một quả trứng khủng long này, chuẩn bị lở các bạn ạ. Tiếp xem, tiếp xem. Tèng 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 các bạn ơi. Đây là con khủng long này, con khủng long ăn cỏ các bạn ạ. Ba con khủng long rồi các bạn ạ. Đấy, thỏ trắng thì rơi. Đây nữa các bạn ơi, một con khủng long nữa này, một con khủng long ăn thịt các bạn ạ. Nhiều chưa? Wow, đẹp không các bạn? Đây nữa, đây nữa, một con khủng long nữa này các bạn ơi, hay chưa? Wow, mấy một khủng long này. Đây là hai quả trứng khủng long các bạn ạ. Đây các bạn ơi, mình nhận được hai quả trứng khủng long này. Đấy các bạn ơi, nhà mình có 5 con vịt trắng này, đẹp chưa các bạn ơi? Đấy, 5 chú vịt nhà mình đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi về đây, mình xin chào các bạn nhé, các bạn nhé.